Đâu cũng được đó, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Bị mất niềm tin về đàn ông. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy, nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Chị Cát Tường chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Bin. Em Phan gì? Phan Viết Bin. Phan hết Bin. Viết cho Bin, thí dụ như là Bin Thùy á. À Bin hả? Bao nhiêu tuổi Bin? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Ta hỏi nhiêu tuổi em trả lời cái gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Em làm nghề gì? Em lái máy cẩu nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Thành Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được đó, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi thứ bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lái chở người. À, mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp, tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay làm gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Rồi bây giờ mình tham khảo anh bên đây coi sao, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Nó tùy mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy, nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi, nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái này trời cho làm sao thì hưởng. Trời nào mà cho, người ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha, nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra. Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? À, dạ, em rất là thích nấu ăn, nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết á, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi, em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong rồi ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. À, thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ chuẩn bạn trai của em là cao hơn em, tại vì em cao 1m67 ra anh. À, cao hơn em nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Nhưng... thôi còn gì nữa không? Hói cũng được nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi, hói hơn không có hói. Tóc để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ờ, tóc màu đen lạ mà. Chứ coi coi có hói không, ngụy trang hay là không? Không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ.
nhưng mà đừng có để râu sờm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng nay cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa sát nó chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi, nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha anh. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi làm sao không mượn thì làm sao. Chắc Phương xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được, ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Anh hiểu á. Để bỏ quên bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết á. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi, ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, giờ không cho ai mượn tiền á, yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài, tao không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều. Cái gì, ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối, em không bao giờ ăn tắm. Sáng rồi mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không, không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Chỉ có cái đầu là... xuống gội thôi, còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Em hiểu. Thì nó thúi chứ sao. Đâu có sao đâu, không tắm mình nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài, bên này gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi gì nữa? Em chơi thể thao, cho có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok, nhưng vấn đề chỗ mà ở dơ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ thơm tho vậy, mình kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello, chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt, nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm. Anh hỏi lo thôi. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm là khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao anh? Ai biết. Tùy anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Bin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Nguyên Linh. Rồi, chào dì. Dì nhìn thấy, nhìn cái anh ở tấm đầu không tấm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó, còn tấm đầu tấm mình thì cái đó như nó đùa thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó dì. Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái nha, chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là trung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam trung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Yeah. Còn em nhìn bên Bin thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chú không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Dạ, chào, cảm ơn. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9/10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn. Về nhà chắc là không ăn hiếp em.
hên xui. Mong là hên nhiều hơn xui. Rồi còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Ủa là sao? Chị không hiểu không? Hả? Hát một mình thì em hát không được, mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta, nên em không bao giờ em hát. Dạ em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em được. Không, tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Thế như... em làm gì em làm đi. Em muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, tức là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng, mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi. Đó là nhắn nhủ bao đó. Nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào. Để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Không có gì đâu khó. Đâu nhiều quá anh ơi. Đó. Đó, nói chi cho nhiều. Nãy giờ mới thấy những cái mạnh mẽ. Bộ đội mà. Gửi tặng hai bạn. Nói là thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo. Nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng đôi khi tối sủa nữa. Thôi đi bạn. Thôi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên trong một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ, em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ, em quê ở Bình Định vậy. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì, tại lý do gì? Do có những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ, cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự là chưa chính thức quen. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố, em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò. Thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn á. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát nhau, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên. Em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất là mình đang lái xe. Rồi, lúc đó xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á.
Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không vậy, lúc đó là đi chạm với chị. Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái làm sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình, đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển. Có gì nó đại với em đi ha. Dạ. Bây giờ không thích cái gì ở bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, ví dụ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ thôi nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại Rồi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Vậy được. Mà chưa lấy chỗ hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà lắm. Rồi em. Có nhà chị mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái gì vũ phu giùm em nha. Rồi. Không dạ. Này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không? Không anh. Vũ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ, em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và chào kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á, là chị Trân của em á, là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình. Mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở dưới khán đài luôn. Nguyên fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào em Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok. Chị hiền được. Còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi. Chắc chúng quay năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi. Chị cũng mong vậy lắm á. Rồi, dạ rồi. Xong. Thôi. Bây giờ tham khảo hai nhau bên đi. Xong rồi. Mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có quà tặng anh. Tặng quà ta chưa nói năng chứ quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh ấy, nhưng mà anh đọc rồi thì anh có thể cho em mượn đọc lại. Rồi. Anh cũng nói đi anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài khi nào héo em gửi lại anh. Rồi khi nào khô nó để lại rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ bó hoa này anh tặng em đó. Nó ý nghĩa lắm chứ bộ đúng không? Thôi. Bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xíu xíu. Đúng không? Trước khi nói, giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình. Cổ ghi ra trong này rõ luôn. Bạn muốn hẹn hò, có tiêu chuẩn luôn ngoại hình. Cao ráo, dễ nhìn. Cô để, cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè. Em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Đọc bao đêm viết ra được thì phải không, cái này cho em giải thích. Đọc đi. Không phải cái này em giải thích chút xíu tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có bút để ghi. Không sao. Anh thử đọc coi giống anh quên. Không? Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó nhưng mà. Em tặng đi. Vậy là. Dạ. Sau anh này. Anh giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi.
Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, mà nhìn anh như vậy em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh, tươi. Bình thường nó gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Ông nói là nó là nó dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi, nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để xuất sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi anh nuôi. Thế anh nhà em bán hết rồi. Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà. Tôm dạ, tôm nhanh cũng được. Thôi vô con người đi. Tình yêu một móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề dính nghề. Rồi chúng tôi đang phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không em mua đâu thành phẩm. Mua anh rẻ không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mày nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc nào cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ra được rồi hả? Ở luôn hả? Cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không, là ăn thua giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà nữa. Đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh, ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên chúng tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Thiệu tên mình cho nhà gái biết đi em trai. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Và chào tất cả mọi người đang có trong trường quay. Em tên là Phạm Công Thành. Năm nay là 33 tuổi. Làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hiện tại đang là lễ tân khách sạn và em cũng có buôn bán một vài sản phẩm thì về nước uống và bánh trung thu. Rồi bây giờ chúng ta mời bạn nữ giới thiệu nè. Dạ. Con chào chú Huỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào các vị khán giả và chào bạn bên kia ạ. Em tên là Linh Thị Tâm ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại đây công việc em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em đang sống ở đâu? Dạ em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở Hà Nam ạ. Rồi nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì cưng? Dạ ưu điểm của em là biết nấu ăn ạ, biết chăm lo cho gia đình ạ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói ạ. Chỉ vậy thôi hả? Hơi ít nói hả? Và hơi thẳng tính nữa. Nhìn cái gương mặt của cô này á, là nó cũng thể hiện lên một phần tính cách á. Cô rất là thẳng thắn, rõ ràng. Đó, cho nên là bên nhà trai mà có cái gì mập mờ là phải coi chừng nha. Giang giang díu díu mập mờ là đúng mập. Rồi. Rồi, nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em cũng rất là hòa đồng. Công việc, tính chất công việc thì
làm cho mình là cần phải giao tiếp với khách hàng nhiều hơn, thì lúc đó mình và em cũng có khả năng giải quyết được vấn đề của khách hàng. Nên là có thể bù được cái phần khuyết của bạn kia. Về cái phần khuyết điểm của em thì có thể là em không phải là một người kiếm tiền giỏi, và không phải là một người mà khéo léo trong những cái công việc mà thường mình hay gọi là của phái mạnh. Ví dụ như là về sửa chữa điện đóm thì em ít làm những cái công việc đó, nên là mình không có làm tốt, nhưng mà vẫn có thể làm được, chỉ là không tháo vát như người khác thôi. Hiện nay ở với ai, ở đâu? Dạ, hiện nay thì em đang ở một mình. Một mình ở đâu? Cũng ở lại khách sạn luôn ạ. Ở khách sạn luôn. Dạ. Rồi bây giờ nếu mình lấy vợ về thì mình ở đâu? Thì lấy vợ thì đương nhiên thì sẽ phải đi ra mà thuê nhà. Thuê nhà. Dạ. Rồi có suy nghĩ là mình sẽ có một cái nhà nào đó nho nhỏ? Dạ, có chứ. À. Tức nghĩa là như nãy em có chia sẻ đó, là không, hiện tại thì chưa có giỏi để mà kiếm tiền, chứ không phải là không có ý chí để kiếm tiền. Trời. Dạ. Nhưng cố gắng giỏi chút xíu nha. Cố gắng, dạ. À. Luôn có tinh thần là tiếp thu và học hỏi từ những người ta giỏi hơn mình. Nhà gái nghe hết chưa? Rất là cảm ơn ông Mai. Đây là những cái vấn đề mà tôi cũng rất là mong muốn được biết, tại vì rõ ràng như bạn chia sẻ thì nhà gái tôi cũng hơi lo lắng chút xíu. Chào nhà trai. Dạ, chào. Bây giờ chị hỏi nè, ví dụ như mà cái công việc em đang làm á, nó gặp trục trặc, cái khách sạn nó không làm nữa, thì em có dự tính là những cái công việc sau này của em như thế nào và cách nào để em kiếm tiền không? Dạ có, thì em cũng đang chuẩn bị, đang học hỏi một cái công việc về bên bảo hiểm. Dạ, tức nghĩa là em, cái công việc lễ tân khách sạn chỉ là tạm thời trong cái thời điểm khó khăn trước của em, thì sau đó em đang phát triển cái công việc kinh doanh nước ở nhà và cái công việc bảo hiểm, chứ không em không có cố định cái công việc lễ tân khách sạn mình sẽ làm. Tức là không có dậm chân tại chỗ. Dạ, ha. Đúng. Dạ. Đúng rồi đó, thôi việc cũng an tâm cũng được. Có tính đến việc kinh doanh là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ nè. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Thì em cũng xin chia sẻ lại là kể cả hôm lần trước á, thì lúc mà phỏng vấn thì em có nhờ sự nhầm lẫn một chút, đó là cái chuyện mối tình và cái thực ra là em cũng đã có lập gia đình. Gia đình có con chưa? Dạ chưa. Được bao lâu? Thời gian mà tìm hiểu với yêu nhau á thì cũng gần 6 năm. Rồi cưới nhau bao lâu? Cưới nhau thì chỉ ở được khoảng chưa tới nửa năm. Trời ơi, sao kỳ vậy? Yêu nhau tới 6 năm mà cưới nhau có nửa năm chia tay rồi. Cũng thật sự lúc đó là em cũng không biết câu trả lời nó là cái gì cả. Cũng mất rất nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì khi mà đã vượt qua rồi thì không còn muốn nghĩ về nữa. Tức là nó phải có một cái lý do gì đó. À, lý mình do có nhận ra một lý do thì có. Tức là lý do thì mình hiểu nguyên nhân là do mình. Ngày xưa thì không có nghiêm túc và cũng không hiểu được tâm lý của người vợ mình. Mình cũng không biết chăm sóc người ta, bỏ bê và viện cớ là công việc thì mình làm như vậy, và đương nhiên người ta không chịu đựng được thì đến lúc người ta phải ai mà chịu đựng được như thế. Dạ. Không có phụ nữ nào chịu đựng, đàn ông mà nghe cũng không khó chịu, mình không chăm sóc, không có vung xới vô cái mối tình đó, rồi mình lo ham chơi này kia cảm giác là bạn này rất là mê chơi và bây giờ mới nhận thức ra được nè. Nãy giờ nghe tâm sự nhà trai tôi hỏi giùm rồi đó. Dạ. Thấy thì sao? Thấy hơi lo lắng. Lo lắng đúng không? Dạ. Bây giờ ta thay đổi rồi. Khi con người ta đã nhận ra được lỗi lầm của mình, tức là người ta đã biết thay đổi. Sợ người không nhận ra lỗi lầm mình thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Tính ra là nếu mà mối tình về số đậm thì con chưa có mối tình nào ạ. À, chưa có luôn hả? Dạ. Sao mình không dám yêu, hay là người ta yêu mình không mình sợ, mình tránh hay sao? À, không phải là sợ mà chưa gặp được đối tượng phù hợp ạ. À, vậy thì nãy nghe anh bên kia, anh đã có một chuyến đò rồi. À. Thì ý mình sao?
Dạ chắc là con cảm thấy không, cảm thấy không phù hợp lắm ạ. Không phù hợp lắm đúng không? Đúng, nhưng mà bây giờ người ta cũng đang độc thân rồi em, người ta cũng giấy tờ xong xuôi hết rồi, và cái quan trọng là cũng không có cái gì ràng buộc, không có con cái để ràng buộc. Cho nên là con cũng... có nghe bạn ấy chia sẻ lúc nãy là trong quá trình khi mà bạn bị đổ vỡ về cái mối hôn nhân trước là do bạn không có quan tâm á, đến người vợ của mình á, thì cái này con thấy rất là hoang mang ạ. Cái đó lúc trước người ta đã nhìn ra rồi, thấy không? Bây giờ á, nói gì nói, người ta đã nhận ra điều đó rồi. Thôi mình thấy lúc đầu mình nghe thì chưa phù hợp, nhưng thôi mình cố gắng mình gặp mặt cái đi. Nếu không phù hợp thì thôi, thấy không? Tí mình tìm hiểu sâu hơn. Mình cứ bây giờ nghe góp ý của hai gia đình cái đã. Mình đi với ai? Em, con đi với bạn ạ. À bạn ha. Rồi, ý kiến bạn sao nè? Chào nhà gái. Con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em, con là bạn của Tâm. Tâm thì đó giờ chơi với nhau thì Tâm thẳng tính nhưng mà rất là tốt tính. Tâm có nói với em là muốn lên đây để kiếm một người nào đó phù hợp để tiến đến một mối quan hệ xa hơn á. Thì nãy giờ những vấn đề mà Tâm thắc mắc á thì em cũng lo, nhưng mà qua chia sẻ của anh á thì em thấy anh đã bước qua cái tuổi ăn chơi rồi. Và bây giờ anh có một cái suy nghĩ xa hơn rồi á, có suy nghĩ về những cái lỗi lầm rồi, quyết định là cái sửa á. Thì em nghĩ là Tâm nên cho anh một cơ hội để anh chứng minh là những lời nói anh là thật. Bởi vì cơ hội đến mà, mình nên chớp đi. Còn nếu mà cảm thấy không được trong quá trình tìm hiểu mà cảm thấy không được nữa thì vẫn vui vẻ. Chứ đừng nên cướp đi cơ hội của người khác gì đó. Hay quá, cảm ơn em. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà đi với mẹ chị. Có mẹ nữa. Có chị. Rồi. Dạ, chào nhà trai ạ. Chào chú Quỳnh Linh. Rồi, chào chị Ngọc Lan. Chào theo các bạn. Vâng, chào tất cả các anh chị đang có mặt trong khán phòng. Mình xin giới thiệu tên đầy đủ là Lê Thanh Thủy, là chị của Thành. Nãy giờ thì chị cũng có được ngồi quan sát Tâm. Và có một điểm chung, mình đều là người Bắc đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì cái quan điểm của em á, khi mà em muốn tìm một người đàn ông để mình chung vai vào, thì cái tiêu chí là gì mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được em? Em là từ người Bắc vô Sài Gòn thì mấy năm đầu thì em học rồi em đi làm thì em chỉ có chăm kiểu là tập trung vào công việc, nên là nói chung là chưa có ý định là có quen ai. Vậy thì cái tiêu chí để em tìm một người đàn ông là như thế nào? Tiêu chí của em thì là người đàn ông là biết quan tâm chia sẻ. Đặc biệt là em không thích người hút thuốc lá. Hút thuốc thì có thể bỏ được đúng không nào? Mình là người Bắc và mình đã sống trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa em? Em vào đây được khoảng 8 năm ạ. 8 năm. Cái quan điểm về hôn nhân ấy, về làm dâu ấy, thì mình có muốn làm dâu không? Không, quan điểm của em hay là mình muốn là đến một môi trường này thì mình thay đổi hoàn toàn, mình có thể tự chủ không phải làm dâu nữa, sống cuộc sống riêng của hai người thôi. Em thì không có quan điểm làm dâu hay không sao em cũng được ạ, tại vì ba mẹ đã sinh ra mình rồi á thì mình cũng phải có một cái gì đó về ba mẹ chứ không phải là cứ lấy chồng là cứ muốn dạ riêng. Hồi nãy Thành có hai cái điểm nói lên, chị tin chắc rằng hai cái điều em lo sợ nhất. Cái thứ nhất là trở về trạng thái là tốt đều tranh thì phải đi thuê và có hai trái tim vàng với nhau thôi. Đấy có phải điều em lo lắng không? Dạ, em không có lo lắng, tại vì khi mà vợ chồng là đã họ cái nói chung là thấu hiểu nhau rồi ấy, thì mình tự lực cánh sinh. Cô gái rất là tự chủ đúng không nào? Điểm thứ hai nữa là Thành đã có gia đình. Em chỉ băn khoăn là có gia đình và từng đổ vỡ. Thực ra thì với chị cũng thấy băn khoăn. Vì là chị đã dành 29 năm để mà tìm được chàng trai của đời mình đúng không nào? Nhưng bây giờ lại có một chàng trai lại có gia đình rồi. Thực sự nếu như mà anh lại còn hơi xấu xí một tí nữa, cái ngoại hình cũng không được ok thì mình thấy thế nào? Về ngoại hình thì em không có để ý lắm, nhưng mà em chỉ để ý mỗi là cái cuộc hôn nhân trước của anh là do anh không quan tâm vợ nên là bị đổ vỡ, là em lo lắng cái đó, là không biết là nếu như mà một người đàn ông ấy, họ là người rất là có trách nhiệm với bản thân này và họ kiên định với cái điều mà họ nghĩ, tức là họ không hứa thì thôi, họ hứa thì họ phải làm, và làm thì phải là dành trách nhiệm, dành chữ tâm vào đó, và đôi khi vì cái suy nghĩ của họ
lại làm ảnh hưởng, làm tác động, có thể làm tổn thương một ai đó, thì em thấy rằng cái điều đó nó có quá khó để mình đón nhận không? Em có nghĩ rằng là mình sẽ là cái người thấu hiểu để mình đồng cảm và mình sẽ nắn cho anh ấy để cho nó dung hòa được không? Dạ có ạ chị. Và chị thấy là một cô gái Bắc thì chắc chắn trái tim rất là nhân hậu. Và chị rất là tự hào nói em chị rất là đẹp trai, sống rất là có tâm, và không nhận lời làm cái gì thì thôi, đã nhận lời thì làm đến tận cùng. Và chị hy vọng là sau cái buổi có ông Mai bà mối này thì các em hãy dành theo cơ hội. Biết đâu đó mình lại là cái người phụ nữ có thể nghe được tiếng lòng của một ai đó mà ở ngoài kia chưa có ai nghe được. Em nhá. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời ơi, thằng em của chị giống như nhà tâm lý học vậy đó. Đúng rồi. Khác với chị hết trơn. Thằng em mà nói được như chị thì thôi tuyệt vời cách mấy luôn. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Em mở rào để xem họ có rung động hay không. Mở rào. Bắt đầu đi. Đến với chương trình thì anh có một món quà nhỏ cũng muốn tặng bạn em để thể hiện tấm lòng của mình, mong em đón nhận. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có cuốn sổ tặng anh ạ. Cảm ơn em. Cảm nhận về nhau như thế nào nè? Bây giờ hai bạn nói với nhau nghe đi. Em cảm nhận về anh bên kia thì thấy ngoại hình rất là, nói chung là đẹp trai ạ. Cảm ơn. Khuôn mặt cũng phúc hậu, nhưng mà em vẫn có cái câu hỏi băn khoăn là cuộc hôn nhân trước là vì vấn đề vì sao mà tại sao mà anh lại không quan tâm đến chị ạ? Có vấn đề gì mà không quan tâm ấy? Thực tế lẽ trong vợ chồng thì phải quan tâm nhau, mà vì sao mà anh không quan tâm ạ? Cái này nó cũng hơi khó nói. Tuy nhiên là có thể nói sơ với em đó là do cái suy nghĩ mình lúc đó còn rất là bồng bột. Mình nghĩ mình kiếm tiền nhanh thì mình dùng những cái phương pháp thì nó không bền. Và lúc đó thì anh cũng có mê chơi game. Nên là công việc thì mình không có để tâm, mình làm cho xong thôi. Rồi mình lo cái việc chơi của mình. Thế là người yêu vợ của mình thì cũng đã quen mình từ lâu, cũng hiểu những cái khuyết điểm đó của mình, cũng hy vọng là khi mà lập gia đình thì mình sẽ thay đổi, nhưng mà không làm được điều đó, thành ra là không có thể đi với mình nữa. Qua những cái việc đó thì đến bây giờ thì anh cũng hiểu được là cái khuyết điểm của mình trước đây như thế nào và bây giờ mình phải làm gì, phải thay đổi như thế nào để mà mình tốt hơn. Và anh hút thuốc không anh? Thuốc thì thật sự là chưa, anh chưa đụng một điếu nào. Có hút thử nhưng mà cảm thấy không phù hợp thì anh thôi. Nếu hẹn hò thì thế nào? Em đưa ra để xem. Nếu mà hẹn hò thì anh như thế nào? Nghĩa là một tuần cũng mình có thể gặp nhau mấy lần, rồi mình đi đâu? Thì một tuần thì có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào cũng được. Đi chơi thì mình mỗi buổi mỗi chỗ khác nhau, chứ cũng không có cũng muốn trải nghiệm nhiều thứ mới, nhiều cái mà mình chưa bao giờ trải nghiệm. Anh thay đổi như nào để khác với cuộc hôn nhân trước ấy? Thật ra cái này mà dùng lời thì anh không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà chắc chắn là mình dùng hành động để mình bày tỏ cái tình cảm của mình. Và đương nhiên là phải có sự quan tâm, nhưng quan tâm ở mức độ anh có thể chia sẻ công việc nhà được không ạ? Cái đó thì bình thường. Ở nhà anh cũng vẫn làm bình thường, không có ngại ngần những cái chuyện đó. Mỗi người góp chung tay chung chân vào thì rất là bình thường thôi. Bây giờ một chút cảm xúc nào đến đây. Chúng ta sẽ nhìn nhau và hát một đoạn nào đấy. Con thì con không hát được hả chú không, ơi? Không hát được, bên đây có hát được không? Cũng được. Cũng được thì hát một đoạn nào đó. Một chút âm nhạc nó sẽ xoa dịu đi, xóa hết đi những cái gì mà mình thiếu nãy giờ đó. Nó sẽ tô điểm thêm cái màu của tình yêu. Một chút xíu âm nhạc nó sẽ giúp cho tình yêu thăng hoa hơn. Cái nhìn về tình yêu nó sẽ khác hơn nhiều. Nào, một câu, hai câu gì đấy.
Em xin hát một đoạn bài hát, đó là bài Tiếng Gió Xôn Xao. Hát cho bạn gái nghe đó. Dạ. Hát để thành tâm chút xíu nha. Anh hát một đoạn ngắn đó cho em nghe. Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại, lỡ mất chuyện tình không thể quên. Bước những chuỗi ngày dài, ấp ôm bao đêm huyền diệu. Ánh mắt ấy giờ này xa lắm. Thoáng phút chốc giật mình, ngỡ như em đang thật gần. Gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Rồi, được rồi. Bây giờ vẫn nắm tay đi các bạn. Em hãy nói một điều gì đó với bạn gái, một điều gì em cần nói nhất, điều gì em muốn nói nhất với bạn gái trong lúc này. Nói đi. Anh nghĩ là việc mà mình được gặp gỡ thì không phải tự nhiên mà được, tất cả là đều có sự sự sắp đặt để mà diễn ra cái việc như thế này. Thì anh biết là trong quá khứ thì những cái quá khứ của anh nó có vấn đề, nhưng mà tại hiện tại thì không còn những vấn đề đấy và đang thật sự là muốn sửa chữa. Nên là những cái người mà khi mà anh đã xác định là tiến tới hôn nhân hay là đi xa hơn nữa thì anh sẽ làm hết sức có thể của mình và sẽ là điểm tựa của em để những cái sau này của mình thì hạnh phúc nhất trong khả năng của anh. Rồi. Nãy giờ anh thấy cái này là được nhất nè. Ngồi xuống đây. Về vị trí đi. Câu chốt cuối cùng là được nhất. Giá như vậy chị training cho em chút xíu nữa thì hay. Nhưng mà như thế là được lắm rồi. Chân thành, thật thà, biết lỗi của mình, biết những gì mình đã không đúng ở lúc trước, chúng ta sẵn sàng sửa sai. Điều này rất là tuyệt vời nha. Rồi, quan trọng bây giờ hai trái tim có rung động hay không thôi. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện rung động của các bạn. Để tay mình nút bấm với các bạn. Bên đây. Chúng tôi có thể nói vào, nói ra, hỏi, phân tích cho các bạn nhận thấy tất cả những gì đó mà các bạn đưa đến quyết định. Bên đây nè em trai. Còn bây giờ, mỗi người sẽ đưa ra quyết định bằng chính suy nghĩ của mình. Chúng tôi không can thiệp vào giây phút này. Đó là giây phút mà các bạn quyết định cho cuộc đời của mình. Quyết định có, bấm hay không bấm. Đừng bấm vì bất kể điều gì cả, mà bấm vì sự chân thành. Mà bấm phải có trách nhiệm với sự suy nghĩ của mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại. Để 30 giây chúng ta lắng lòng suy nghĩ xem. Người này có phù hợp với mình hay không? Người này có phải là người để mình cho cơ hội để tìm hiểu nhau, để đi đến cái gì xa hơn không? Hãy suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định nha. Sẵn sàng. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra anh ấy đã nói cái đoạn cuối đó, anh ấy nói rất hay. Thật ra chú cảm nhận một cái sự chân thành ở những cái câu nói ở cuối đó. Nhưng mà em vẫn chưa nhận được, chưa cảm nhận được hay sao? Em có thể nói, chia sẻ một chút. Tại vì con có hỏi anh là nếu mà trong cuộc vào, nếu mà tiến tới cuộc hôn nhân thứ hai thì anh thay đổi như thế nào, thì anh không nói được câu đó. Nên là con cảm thấy không tự tin. Đúng không? Điều này cũng đúng thôi. Hợp lý mà. Đúng ra thí dụ như mình sẽ nói thay đổi là anh sẽ chăm sóc bạn gái nhiều hơn,
sẽ đưa đón hay là sẽ gì đó. Có thể phụ nữ yêu bằng tai mà, phụ nữ nghe, nhiều khi phụ nữ nghe người ta mới cảm nhận được. Có thể giống như anh thì anh nghe, anh chỉ không cần nghe, chỉ cần nghe lời chia sẻ thì anh đã cảm nhận được. Như phụ nữ họ cần nghe sự thật rõ họ ràng, cần một cái gì đó cụ thể rõ, hơn nữa. Đúng rồi, họ cần cái gì đó rõ ràng và cụ cũng thể ở ngay cái thời điểm hiện tại. Cũng đúng thôi, thật ra bé nó chưa có tình đúng yêu lần nào hết. Nó lo lắng là đúng ha. Mình thì thật ra mình có cái sự chân thành đó, nhưng đây là nói chưa có cho bạn gái. Nếu như một cái người nào nó họ có nhiều cái kinh nghiệm về tình yêu thì nó khác. Như chị là khác rồi. Nói chị Lan bây giờ chị bấm rồi đó. Ừ, như chị là khác rồi. Chị bấm rồi. Nhưng mà vì bé thì bé chưa cảm nhận được rõ ràng. Không sao cả. Chúng ta chân thành như thế là tốt rồi. Chúng ta vẫn còn cơ hội nếu như chúng ta thành tâm với cái cuộc gặp gỡ này. Chúng ta xin số điện thoại cho tiếp tục nói chuyện với nhau. Hy vọng rằng một ngày nào đó hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau một điểm vô cực nào đó. Và tình yêu nó sẽ đến thì sao? Không có điều gì là không thể cả. Nhá. Hãy cố lên nào, nếu chúng ta muốn. Nhất là đàn ông muốn chúng ta sẽ làm được. Nếu chúng ta làm được, người phụ nữ sẽ nói ồ, anh làm được rồi đó.